Sáng ngày 5 tháng 2 năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025, 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011 đến năm 2025 và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Từ năm 2021 đến nay, huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Cấp ủy các cấp đã tập trung lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để chỉ đạo giải quyết, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Kịp thời kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban của Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 144 tổ chức Đảng, 130 đảng viên, giám sát 74 tổ chức Đảng và 105 đảng viên. Qua kiểm tra, có 18 tổ chức Đảng và 22 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Công tác kết nạp đảng viên chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2023, huyện Tuyên Hóa đã kết nạp 494 quần chúng ưu tú vào Đảng. Qua 15 năm thi hành điều lệ Đảng, năm 2011 đến năm 2025, các tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã kịp thời ban hành kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Nhiều điểm mới trong các quy định đã được cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và thi hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Cấp ủy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện hiệu quả khâu đột phá, các đề án trọng điểm về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, kế cận, cán bộ nữ, cán bộ ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm.